Đồng hồ Raymuller V45 Coin Limited Edition. Đây là một phiên bản giới hạn, chỉ có 188 chiếc trên toàn thế giới mà thôi. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân đang cầm trên tay là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu vô cùng nổi tiếng về đồng hồ xa xỉ, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới từ đất nước Thụy Sĩ. Đó chính là đồng hồ thương hiệu Raymuller. Đồng hồ Raymuller V45 Coin Limited Edition. Đây là một phiên bản limited, bản giới hạn, chỉ có 188 chiếc trên toàn thế giới mà thôi. Và kể cả bản 41, 245 thì dòng đồng hồ Raymuller mẫu này thì cũng như nhau về kiểu dáng thôi. Nhưng khác biệt ở đây là bản Edition Limited, thì bản này mang tên Coin mà, nên là bên trong có biểu tượng của cá koi bên trong đồng hồ và ghi rõ chữ Coin trên mặt đồng hồ luôn. Và trên kể cả trên dây đeo cũng vậy, màu là màu xanh và kết hợp với chỉ đỏ. Ngay trên trong mặt đeo có những biểu tượng cá cũng vậy, đen xanh với màu đỏ, nên là đường chỉ màu đỏ theo kiểu đỏ, xanh và đen để kết hợp để một cái đồng hồ luôn luôn là hoàn hảo về hài hòa, về thẩm mỹ, về sự tinh tế cũng như đẳng cấp sang trọng và thượng lưu mà các hãng về đồng hồ xa xỉ trên thế giới, đặc biệt từ đất nước Thụy Sĩ, luôn luôn chú trọng, đó chính là sự hài hòa, cân đối và đẹp khi đeo vào tay. Mẫu đồng hồ Raymuller này á thì khác biệt với Hublot hay là Rolex, thì cái kiểu mà cái mặt đồng hồ lúc nào cũng ôm bầu vào tay như thế này, nên cảm giác chúng ta đeo đồng hồ ít bị xoay nên là đeo vào tay rất là vừa. Khi mà mình đeo vào tay á, mình cảm giác được rất là thoải mái. Quanh tay Kỳ Lân thì thuộc cổ tay vừa và gọn và hầu như là đẹp, đeo hợp hết với tất cả những mẫu đồng hồ cao cấp từ tất cả những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng xa xỉ. Vâng, theo Kỳ Lân nghĩ như vậy, còn mấy bạn cười thì kệ bạn. Vâng, đó là theo Kỳ Lân cảm nhận như vậy, mà không biết đúng hay không thì nhờ quý khách comment để cho Kỳ Lân xin ý kiến. Nhưng mà hiện tại mẫu này Kỳ Lân đeo vào rất hợp, rất đẹp. Kỳ Lân sẽ tháo vào tay ra cho quý khách hình dung được. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.